Đây là ngôi nhà đặc biệt được làm từ vỏ hàng trăm quả bom đạn của ông Trần Công Chức, 53 tuổi, thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngôi nhà nằm ngay trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh và chỉ cách nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn khoảng 700 mét. Thời gian qua dù chưa đi vào hoạt động chính thức nhưng đã thu hút hàng trăm du khách tham quan mỗi ngày, nhất là các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ khi về dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đã ghé thăm nơi đây. Mình muốn trung tâm làm một cái nhà bom tại đây, để cách nghĩa trang Trường Sơn khoảng 700 mét và cần đường mòn Hồ Chí Minh luôn. Để sau này con cháu này, các cháu học sinh này, các anh các chị, các bạn cựu chiến binh năm xưa về đây thăm lại chiến trường xưa, về thắp hương đồng đội thì được ghé, được nhìn những quả bom ngày xưa nó đồ sộ, nó ghê gớm như vậy, rồi nhưng cũng không thể thắng nổi cái ý chí và cái lòng quyết tâm sắt đá của con người Việt Nam. Ngôi nhà được khởi công từ giữa tháng 3 năm 2023 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Trên diện tích khoảng 200 m², ông Chức đã sử dụng hàng trăm vỏ bom đạn làm trụ cho ngôi nhà. Nhà có 18 trụ chính, mỗi trụ có 3 đến 4 vỏ bom đạn được kết nối với nhau với trọng lượng lên đến cả tấn. Quả bom nặng nhất làm chân trụ là bom AN-M66A2, nguyên bản nặng hơn 900 kg. Tất cả vỏ bom đạn được lựa chọn kỹ, người có chuyên môn thẩm định để không còn thuốc nổ, kiếp nổ. Việc làm góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ nhớ về một thời oanh liệt nơi vùng đất lửa, nơi từng phải hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn tàn phá và thế hệ cha anh đi trước đã kiên cường anh dũng bám trụ, chiến đấu để bảo vệ quê hương. Ông Trần Công Chức đã dành hơn 20 năm để sưu tầm các kỷ vật chiến tranh, trong đó có vỏ bom đạn. Ngoài việc trưng bày gần 1.000 kỷ vật chiến tranh trong ngôi nhà, ở khuôn viên xung quanh còn có bếp hoàng cầm, cây đoát, hố bom. Ngôi nhà dự kiến chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 7 năm nay để phục vụ du khách khi đến Quảng Trị.